Kê na ô tu mê cha gia măng ga lăng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu. Nên con phải lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Quanh đa mi chê ti văn sắp băng sắp bát tha nê số qua tích thi tăng xa rì rì ca tha tô ma ha bồ tình bút đa ru băng xa ca lăng xa đa. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lời giải tỏa tường năm điều quảng tường phải thường xét ra. Ở đây phải có sự già thế nào tránh thoát lục hoa canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly nhân vật quỷ mệnh. Ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tột sâu tạo ra tự mình theo ta như bóng theo hình. Ta thọ quả báo phân minh kết thành sắp bê sát ta á quê ra hòn tu sâu khi ta hòn tu nít đốc ca hòn tu gia bạch cha hòn tu a ni kha hòn tu đi kha du ca hòn tu a rô ga hòn tu sâm bát tỳ hi sa mít chan tu su khi a ta năng ba ri hàn tu đốc ca bát ta cha nít đốc ca pha yap bát ta cha ni pha ya so khắp bát ta cha ni so ca hồn tu sắp bề đi ba ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Và con kính chào Thượng Đế Đạo Tràng. Và xin Đạo Tràng cùng với con đọc tập bạch để xin tọa trì tam quy ngũ giới ạ. U ca sa ma văn phạm tê quy xung rắc kha na tha gia ti sa ra nê na sa bành cha si la ni ya cha ma. Bạch Ngài, chúng con xin tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du ti dầm bi ma văn phàn đê quy sùng rắc kha na tha gia ti sa ra nê la sa bành cha si la ni gia cha ma. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm bi ma văn phàn tê quy sung rắc kha na tha gia ti sa ra nê na sa bành cha si la ni gia cha ma. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và con kính
dâng mít cho Ngài để Ngài truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Nam mô Phật Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào với tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và giờ đây chúng con xin được phép đại diện Ngài Chí Đức cũng như Chư Tôn Đức Tăng để truyền quy giới đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Phật Hà Giá. Nam mô ta sa Phật-ca-va-tô A-ra-ha-tô Sam-ma-sam-pu-ta-ha-sa. Nam mô ta sa Phật-ca-va-tô A-ra-ha-tô Sam-ma-sam-pu-ta-ha-sa. Nam mô ta sa Phật-ca-va-tô A-ra-ha-tô Sam-ma-sam-pu-ta-ha-sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật-ca-va đó, Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca đó, Ngài là bậc A Ra Hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca đó, Ngài là bậc A Ra Hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô ta sa bà ga va tô a ra ha tô sam ma sam mu ta sa. Nam mô ta sa bà ga va tô a ra ha tô sam ma sam mu ta sa. Nam mô ta sa bà ga va tô a ra ha tô sam ma sam mu ta sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật ra đó, Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá La Hoa đó, Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá La Hoa đó, Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Phật hằng saranang gacchami. Con đem mắt lòng thành kính xin vi Phật. Thammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin vi Pháp. Sangkhang saranang gacchami. Con đem mắt thành kính xin vi Tăng. Đô tê giam pê pô ta hăng sa ra năng ghe cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin vi Phật lần thứ nhì. Đô tê giam pê thẩm mang sa ra năng ghe cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin vi Pháp lần thứ nhì. Đô tê giam pê sang khang sa ra năng ghe cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin vi Tăng lần thứ nhì. Ta tê giam pê pô ta hăng sa ra năng gà cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin vi Phật lần thứ ba. Ta tê giam pê thẩm mang sa ra năng gà cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin vi Pháp lần thứ ba. Ta tê giam pê sang khang sa ra năng gà cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin vi Tăng lần thứ ba. Bụt thăng sa ra năng gạch cha mi. Con đem mật lòng thành kính xin quy Phật. Thâm mang sa ra năng gạch cha mi. Con đem mật lòng thành kính xin quy Phật. Sang khang sa ra năng gạch cha mi. Con đem mật lòng thành kính xin quy Tăng. Đu ti dầm mi bụt thăng sa ra năng gạch cha mi. Con đem mật lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti dầm bi tâm mạng sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đu ti dầm bi sẵn khẳng sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng
lần thứ nhì ta đi dâm bi bút thằng xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba ta đi dâm bi thăm mạng xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba ta ti dâm bi sang khang xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Lần thứ ba Alo, 123, 123, quý nghe rõ không ạ? À, được Đức Pháp Trang bị rớt mạng rồi. À, bây giờ tiếp tục ha, Sika Mita. Bà là Thích Bà Tà, Vệ Rầm Mạc Đê Sư Kho Bất Đăng Sâm Ma Địa Giao Mỹ. À, Đình Na Đa Nam, Vệ Rầm Mạc Đê Sư Kho Bất Đăng Sâm Ma Địa Giao Mỹ. Tà mê su mi cha cha ra về ra mặt đi sẽ khó với năng tham ma di giao mi mu sa wa da về ra mặt đi sẽ khó với năng tham ma di giao mi su ra mê ra ya ma cha pa ma da tha na về ra mặt đi sẽ khó với năng tham ma di giao mi. Con xin với những điều học là quy tránh xa si uống rượu và các chất say. Ba na ti ba ta về ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A định na đa na về ra ma ni sức ca ba đăng Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara, veramani sikha padang, Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada, veramani sikha padang, Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me raya macha pa ma dathana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imane pancha sikha bada ne satu kang katwa apamade na ne chakalang samarakitapang. Chư thiện tinh sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo có vân giữ hành theo được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Ma phàm tê dạ xin vâng. Sĩ Lê Na Su Gê Tinh Danh Ti các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Sĩ Lê Na Phô Ca Sâm Pa Đa các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới.
Sĩ lê na ni pô tin danh tế các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Tà ma si lăng vi sô tha dê bởi các cây nên chú quý vị đã thọ trì giới lực cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Sa thù lầm thai. Uttamang ghê na hoàn đề hàng bà đa mạng sâm. Varuttamang bút thể vô khá lý tô đô sô bút thọ. Kama tu tăng ma mang. Con đem mất lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoành đề hằng thâm mạnh cha đu vi thằng qua rằng thâm mê vô khá lý tô đồ sô thâm mô khá ma tu tăng ma mang. Con đem mất lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Phật bảo là Pháp học và Pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoành đề hằng sang khẩm cha đô vi đô ta mang sang khờ vô ca li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng mình trở lại cho sư Pháp Trang để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Và tu sa pa mang ca lang ga khan tu sa ba de va ta sa pa po tha no pa ve na sa da so thi pa van tu te pa va tu sa pa mang ca lang ga khan tu sa ba de va ta sa pa tham ma no pa ve na sa da so thi pa van tu te pa va tu sa pa mang ca lang ga khan tu sa ba de va ta sa pa sang kham nu pa ve na sa da so thi pa van tu te tất cả phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự an là thường thường đến người siết tư gia cho na ra ta siết tham ma tu siết tham ma tu siết tham ma tu e đăng pha lăng e ta smin ra ta na ta gia smin sam ba sa đa na che e ta so cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn. Sa thù lành thai. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thấp mọi điều. Đông vương thần lực có nhiều, đồng sinh quán hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ. An vui lâu dài, quyến thuộc cánh cõi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tụ đạo màu tu hành tinh tận. Ngọ hầu vô ranh. Văn kinh chí cú sa la cam mang ca tắc băng kỳ ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta sanh nhi nô ác ti dê cha sát ta sanh nhi nô ca tăng quân nhá pha lăng mây hăng sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng bùn nhã pha lăng ma già dê cha ta tha na cha nan ti đề qua gánh tòa ni huệ đã dùng sắp bề lô cầm hi dê sát ta chỉ quan ta ra hệ tu ca ma nôn nhân phụ cha năng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành giao nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cũng trời đáo lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là
Bậc trời vô tượng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dân ban. Chúng sanh hay biệt hoàn toàn lạnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chủng đến hậu mạch ngay, có người làm phước được này lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan thị lạnh chung hưởng được phước quý, ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng. Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước bảo cũng dường qua thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Dạ con kính cảm ơn Đại Đức Pháp Trang đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Dạ con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và tất cả phước báo nào có được trong ngày hôm nay con cũng kính dâng đến cho cô tu nữ Phúc Hạnh ở chùa Phước Quang Bình Định ạ. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin dâng mic trở lại cho ngài Trí Đức để ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đại Đức Pháp Trang, kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Mến chào Sít Mê Ta, Sít Hồng Nhật, Sít Kim Nhung, Đạo Hữu Karuna, Sít Thi Lâm, Sít Tiểu Vũ, Đạo Hữu Hoa Sa La, Vinh Giang Nhắc Hà, Sít Kim, Đạo Hữu Tạm Quý, Sít Men, Sít Hà, Sít Thanh Hoàng và Sít Trang Thư. Xà thú quý vị nghe rõ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 322. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Ratan Atiya Sawanda Mi Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kutamo Thapagaru Hichetako Lo Kasasatha Chanadam Mapu Vido Vanda Mahantang Narapu Chân này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chân, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi vô, giá ta sơ sát, thu nô lô ca, nó mạnh thát, sâu y nà, khá rô cô. Thấp và nhiều bút thấp bất tí phù tí sanh nhã tu hoàng đà má hành tầng nó ra phù trên này giác cần pháp bảo với ánh vàng như lai soi sáng vạt màn vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh đi dùng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin là lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang phù quý số thù thu gá tá sát xà quốc cô xét khà thu ca mô quốc gá thầm nó xét khá cô liền đà bất sang xà đi á nà đá rù quá rù quần đà má hành tầng ná ra phù. Thế này giá cần tăng bảo sinh vong Phật đà tâm học mong rõ nên mà thoát thân các ngài thanh tịnh đi trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin lệnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratana taya te je na sikha me tuva sanang ta sa vi anu pha we na sa ha sa je na sa cha tu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Bây giờ chúng ta đi vào bài học. Quý vị hãy nhận định để biết trường âm và đoạn âm, rồi quý vị sẽ lên phân tích ha. Một câu chúng tôi đọc hai lần. Varamasatara danta Varamasatara Varamasatara danta Varamasatara Sattara Danta. Đó là câu thứ nhất. Achaniya Chasin Thakwa Achaniya Chasin Thakwa. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này.
Varamasatarandanta achaniya jasinthava. Varamasatarandanta achaniya jasinthava. Rồi, như vậy câu 1, câu 2 xong ha. Bây giờ tới câu 3, câu 4. Kuncha ra cha mahanaga. Kuncha ra cha mahanaga. Rồi câu thứ tư. Atta danto tato va rằng. Atta danto tato va rằng. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Kuncha ra cha mahanaga atta danto tato va rằng. Kuncha ra cha mahanaga atta danto tato va rằng. Bây giờ chúng ta ôn lại câu Phật ngôn 322. Varamasata radanta achaniya jasinthava. Kuncha ra cha mahanaga atta danto tato va rằng. Varamasata radanta achaniya jasinthava. Kuncha ra cha mahanaga atta danto tato va rằng. Rồi quý vị nhận diện được mặt chữ chưa? Tại sao chúng ta đọc giọng dài, sao chúng ta đọc giọng ngắn? Ý nghĩa trường âm đoạn âm như thế nào? Bây giờ xin mời quý vị phân tích ha. Xin Thiện Vũ lên đầu tiên và tiếp đó là Huynh Giang Nhất Hà ha. Rồi mời xin Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý cô tu nữ và con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc tập phân tích câu pháp cú 322. Varamasatara danta achaniya jasinthava. Vá vá là hai đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá tá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, ta là trường âm nhấn, aniya là bốn trường âm thông thường, chá là đoạn âm, sinh là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Varamasatara danta achaniya jasinthava. Con xin đọc và phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Kunchara chamahanaga atta danto tato varang. Kun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, má là đoạn âm, hanaga là ba trường âm thông thường, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đang xin đọc lại nguyên câu pháp cú 322. Varamasatara danta achaniya jasinthava. Kunchara chamahanaga atta danto tato varang. Dạ con sai, con xin sư sửa cho con ạ. Alo, Huynh Giang Nhất Hà chờ một chút ha. Xin Thiện Vũ. Người ta nói cái vấn đề là vạn sự khởi đầu nan ha. Nhưng mà gian nan đừng có nản. Tại sao mà Xích Kim Nhung tặng hai cành hoa, Xích The Man tặng hai cành hoa, Xích Thanh Hoàng cũng hai cành hoa. Đó, những cái điều mà hai cành hoa đó chính là Huynh Giang Nhất Hà đã nói.
Chữ ta là trường âm thông thường chứ không phải là trường âm nhấn. À, chú ý chỗ này ha. Có nhiều người theo dõi và thấy rằng chữ đanh ta, đanh là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường cũng làm trường âm nhấn luôn. À, cho nên hai cảnh hòa là nhắc nhở cho Sĩ Thiền Vũ ha. Rồi mời huynh Giang Nhất Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Ngài Trí Đức, Sư Pháp Trang, Quý Tăng, Quý Cô Tu Nữ cùng toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con xin phân tích câu Pháp Cú 322. Waramasatara Danta Ajaniya Chasintava Kunchara Chamahanaga Attadanto Tato Warang. Dạ, câu số 1, câu số 2. Waramasatara Danta Ajaniya Chasintava. Dạ, vá rá là hai đoạn âm, mát là trường âm nhấn, xá tá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, a cha ni ya là bốn trường âm thông thường, chá là đoạn âm, sin là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, và là trường âm thông thường. Varamasata satara danta ajaniya chasintava. Và con xin phân tích câu số 3, câu số 4. Kunchara cha mahanaga attadanto tato varang. Kun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, má là đoạn âm, hanaga là ba trường âm thông thường, at là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, dan là trường âm nhấn, to là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, to là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại. Varamasatara danta ajaniya chasintava kunchara chamahanaga attadanto tato varang. Dạ, con xin xuống mic, con xin mời về kế tiếp. Nếu sai nhờ sư sửa giùm con à. Sa thủ Huỳnh Giang Nhất Hà, không có gì để mà nói, rất là chính xác ha, hoan hỷ, rõ ràng, chính xác. Như vậy thì Sĩ Quan Phan, Sĩ Kim Nhung, Sĩ Thanh Hoàng, tăng ba cành hoa là rất là chuẩn, rất là, rồi thêm Sĩ Hà nữa chứ. Rồi, xà thủ, bây giờ tiếp tục ha. Bây giờ tiếp tục mời Sĩ Quan Phan và sau thì Sĩ Anh Phan là Sĩ Thanh Hoàng ha. Alo, mời Sĩ Quan Phan. Dạ, Mô Phật, con kính đảnh lễ Sư Chí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Dạ, con kính chào quý cô tu nữ, kính chào quý đạo hữu ạ. Sau đây con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 322. Dạ, con xin đọc ạ. Waramasatara danta ajaniya chasintava. Waramasatara danta ajaniya chasintava. Dạ, con xin phân tích hai câu 1 và câu 2 ạ.
Quá, quá là đoạn âm, rá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tá là đoạn âm. Dạ, ra là trường âm thông thường, đanh là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, a là trường âm thông thường, chanh là trường âm thông thường, ni là trường âm thông thường, gia là trường âm thông thường, chả là đoạn âm. Xin là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc tiếp câu số 3 và câu số 4. Khun giả ra chá má hà nà gà ách tá đành tồ tá tồ quá răng. Khun giả ra chá má hà nà gà ách tá đành tồ tá tồ quá răng. Dạ, con xin phân tích ạ. À, khun là trường âm nhấn, giá là trường âm, giá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, má là đoạn âm, ha na ga là trường âm thông thường, á là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đanh là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại ạ. À, quá ra mắt xá tá ra đanh ta a cha ni già chá sinh thá hòa. Khun giá ra chá má hà na gà áp tá đanh tồ tá tồ quá rằng. Dạ, con xin nhường lại cho vị kế tiếp. Dạ sư, con sai sư chỉnh sửa cho con ạ. À, con cũng mới vào lớp nên là con cũng hơi còn lộn cộng. Dạ. Dạ, con xin sư. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức ạ. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào quý đạo tràng ạ. Con xin đọc câu Pháp Cú 322 ạ. Varamasata radanta achaniya chasintha va kunchara chamahanaga attadanto tato varang varamasata radanta achaniya chasintha va kunchara chamahanaga attadanto tato varang. Con xin phân tích. Vá rá là hai đoạn âm, má là mas là trường âm nhấn, xá tá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, a cha ni ya là ba bốn trường âm thông thường, chá là đoạn âm,
xin là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường. Con xin đọc lại hai câu này. Waramasata Waramasata radanta achaniya cha sin tha qua. Câu 3, câu 4 ạ. Kunchara chama hanaga. Kun là trường âm nhấn ạ. Chá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chá má là hai đoạn âm, hanaga là ba trường âm thông thường ạ. Atta đoạn tô ta tô qua rằng, at là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tô là đoạn, tô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm và răng là trường âm giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại. Waramasata radanta achaniya cha sin tha qua kunchara cha mahanaga atta danto tato waran waran. Dạ con xin hết ạ. Con xin sư sửa cho con ạ. Con xin xuống mic ạ. Con mời người kế tiếp ạ. Sa thú Sika Quan Phan, Sĩ Thanh Hoàng, hai vị này phân tích đều chính xác, rất là rõ ràng. Sa thú. Rồi bây giờ tiếp tục ha, mời Sích Hà và Sích Chiếc Lá Mùa Xuân chuẩn bị ha. Alo, Sích Hà đâu rồi? Sika có chiếc máy và thay đã thay bàn tay rồi. Sika chiếc lá mùa xuân chuẩn bị ha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ, Nam Mô Tham Mà, dạ, Nam Mô Sằng Khà, dạ, đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Dạ, con kính đảnh lễ ngài chư đức. Dạ, con xin trả bài. Waramasata. Dạ, con xin sám hối. Waramasata ta ra đành ta a cha ni ya cha sinh tha hòa wa ra ma sa ta ra đành ta a cha ni ya cha sinh tha hòa wa ra là hai đoạn âm, mas là trường âm nhấn, sa ta là hai đoạn âm, da ra là trường âm thông thường, đành là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường. A cha ni ya là hai, là bốn trường âm thông thường, chá là đoạn âm, sinh là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường. Qua ra ma sa ta ra đành ta a cha ni ya cha sinh tha hòa kun cha ra cha kun kun ya ra cha ma ha na ga a ta đành tô ta tô quá răng kun kun ya kun ya ra cha ma ha na ga Atta đành tô ta tô quá văn. Kun là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, chá má là hai đoạn âm, ha na ga là ba trường âm thông thường, at là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đành là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Kun ya ra cha ma ha na ga át ta đành tô ta tô quá văn. Con xin đọc lại bốn câu. Waramasata ra đành ta a cha ni ya cha sinh tha hòa
cùng cùng gia ra cha ma hà na ga át ta đành tô ta tô quá lành. Dạ con xin xuống mất. Alo, 123, 123, xích chiếc lá mùa xuân chờ một tí ha. Xích hà, cun cha ra, chỗ chị cha này không được tự tin lắm, mà đọc nghe như là cun giá ra ha. Chữ này đọc là cun cha ra, hình thức của chữ cha, nhưng mà chữ ri này đọc mạnh hơn, đọc nặng hơn. Chữ C ha, chữ C chúng ta đọc là chá, nhưng mà ở đây chữ ri này chúng ta cũng đọc là chá, nhưng mà nó nặng hơn chữ chá kia ha. Rồi đừng có đọc chữ giá, chữ ri thì đọc là chá chứ không phải đọc là chữ giá, chữ giá ha. Rồi bây giờ mời xí chiếc lá mùa xuân. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 322. Quaramasatara danta achaniya chasim phá hòa. Quara là hai đoạn âm, mas là trường âm nhấn, xá tá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, a cha ni ya là bốn trường âm thông thường, chá là đoạn âm, xin là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, qua là trường âm nhấn, trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Waramasatara danta acha niya chasin phawa kunchara chamahanaga atadanto tato warang. Trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, má là đoạn âm, ha na ga là ba trường âm thông thường, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, răng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Chữ cun là trường âm nhấn, không biết nãy con nói lại gì. Con xin đọc lại câu 3 với con. Cun cha ra cha ma ha na ga at ta dan to ta to quá răng. Con xin đọc lại 4 câu. Waramasatara danta achaniya chasin phawa kunchara chamahanaga attadanto tato warang. Dạ con xin xuống mic ạ. Alo, hay quá, xin chiếc lá mùa xuân. Đọc tới chữ quá răng rồi mà cái quay lại không biết chữ cun hồi nãy đọc là cái gì nữa nhé. Đọc nghe là câu 3, câu 4 tới cuối câu rồi còn hỏi ủa chữ cun hồi nãy đọc là cái gì hay quá ha. Rồi phân tích vậy là chính xác, tới đâu hay tới đó chứ chạy tới cuối câu là chạy qua đầu câu 3 làm cái gì vậy hả? Phân tâm ha. Rồi, sa tu quý vị rất là rõ ràng, chính xác, không có gì để mà nói. Bây giờ tiếp tục, mời Sít Kim Nhung xong rồi tới Sister Man ha. Alo, Sít Kim Nhung có chút máy, xin mời. Dạ,
Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con cảm ơn cô tu nữ tuệ duyên, cảm ơn thiện hữu. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc và phân tích câu Phật ngôn số 322 ạ. Warama satara danta achaniya cha sintha wa kunchara cha mahanaga atta danto tato warang. Quá rá là hai đoạn âm. Mas là trường âm nhấn. Xá tá là hai đoạn âm. Ra là trường âm thông thường. Đan là trường âm nhấn. Ta là trường âm thông thường. A, cha, ni, ya là bốn trường âm thông thường. Chá là đoạn âm. Xin là trường âm nhấn. Thá là đoạn âm. Qua là trường âm thông thường. Warama satara danta achaniya cha sintha wa. Kun là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ra là trường âm thường, chá má là hai đoạn âm, hanaga là ba trường âm thông thường. Át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Kunchara cha mahanaga atta danto tato warang. Con xin đọc bốn câu ạ. Warama satara danta achaniya cha sintha wa. Kunchara cha mahanaga atta danto tato warang. Dạ, con đã phân tích xong ạ. Con xin sư góp ý ạ. Dạ, con xin xuống mic. Xin mời Sister Man ạ. Alo. Dạ, trước tiên con xin kính lễ quý sư và xin tất cả chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phân tích câu Phật ngôn số 322. Theo sự hiểu biết của con, Varamattatara danta achaniya chasintava kunchara chamahanaga attadanto tato varang. Varamattatara danta, vara là hai đoạn âm. Mát là trường âm nhấn, xá tá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường. Achaniya chasintava, achaniya là bốn trường âm thông thường, chá là đoạn âm, xin là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, va là trường âm thông thường. Varamattatara danta achaniya chasintava. Kunchara chamahanaga attadanto tato warang. Dạ, cho con hỏi đạo tràng có nghe con nói không? Có nghe âm thanh của con không? Dạ, dạ con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Kun là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, mà má là đoạn âm, ha na ga là ba trường âm thông thường. Át ta đằng tô ta tô quá rằng, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Varamattara danta achaniya cha sintava kunchara cha mahanaga attadanto tato varang.
Dạ con xin hết, xin sư sửa bài cho con. Dạ. Sà thù, sà thù, chị Kiều Nhung và chị Tầm An, không có gì để mà nói. Khi mà chị Tầm An đọc xong á, là chị Kim Nhung tặng cho trái cây để mà ăn ha. Còn những người khác á, thì tặng bông hoa. Như vậy là sướng quá rồi, còn cái gì để mà nói. Rồi tiếp tục chương trình là chúng ta đã phân tích xong ha. Bây giờ cái giọng đọc làm sao đây để coi như nó liền lạc với nhau. Nhiều khi phân tích được, nhưng mà rồi cái giọng đọc của chúng ta nó dừng lại bất tử. Nghĩa là nó dừng lại nơi đoạn âm. Thì sau khi phân tích xong mà chúng ta đọc mà dừng lại nơi đoạn âm thì nghe nó kỳ lắm ha. Quý vị cố gắng để dừng lại nơi trường âm. Và ở đây có hai cách đọc. Bây giờ chúng ta đọc trước để quý vị chú ý ha. Varamasatara danta achaniya chasin thawa kunchara chamahanaga atta danto tato warang. Varamasatara danta achaniya chasin thawa kunchara chamahanaga atta ta đành tổ ta tổ qua rằng. Cái đọc lần thứ ba ha. Varamasata ra đành ta a cha ni ya cha sin tha wa kun cha ra cha ma ha na ga at ta đành tổ ta tổ qua rằng. Thêm lần nữa. Varamasata ra danta achaniya jasin thawa kunchara chamahanaga atta danto tato warang. Rồi như vậy thì quý vị nhận diện có hai cách đọc ha. Quý vị muốn đọc cách nào cũng được, miễn sao mà chúng ta nghe để thể hiện rõ trong đó trường âm đoạn âm. Rồi hoặc là quý vị dừng lại cuối câu số 2, hay là quý vị tiếp tục tới chữ qua rằng, đó là tùy theo hơi sức của quý vị. Và bây giờ vị nào là người đầu tiên? Alo, xin bàn tay trước. Đại Đức Pháp Trang là người hướng dẫn cho quý vị trước ha. Rồi cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và thỉnh chào quý tu nữ và toàn thể cho Phật tử. Và con xin được xuyên phong đọc câu pháp cú số 322. Dạ con xin đọc theo hai cách luôn rồi. Varama satara danta achaniya chasinthawa kunchara chamahanaga attadanto tato varang. Varama satara danta achaniya chasinthawa kunchara chamahanaga attadanto tato varang. Varama satara danta achaniya chasinthawa kunchara chamahanaga attadanto tato varang. Varama satara danta achaniya chasinthawa kunchara chamahanaga attadanto tato varang. Con thấy chữ Bali không chứ con thấy tiếng Việt thôi. Bây giờ
Con nghe chị thấy chữ Pali không à? Giờ rồi. Ở giờ mày xích Meta lên đọc câu Pháp Cú số 322. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, cùng Chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, và con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 322 ạ. Waramat satara danta achaniya cha sintawa kunchara cha mahanaga attadanto tato warang. Waramat satara danta achaniya cha sintawa kunchara cha mahanaga attadanto tato warang. Waramatsatara tara danta. Dạ con xin đọc lại đi. Waramatsara danta achaniya chasintawa kunchara chamanaga atta danto tato warang. Dạ con xin hết. Con có gì sai xin ngài sửa cho con. Dạ con xin trả mít lại cho đạo tràng ạ. Alo. Dạ, con không biết có ai ở trên con không ạ? Thì con không thấy cô chú nào lên mic thì con lên đấy. Dạ, con xin sám hối đạo trà. Con lên trước cũng được ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào với cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 322. Waramatsatala danta achaniya chasintawa kunchara chamahanaga attadanto tato walang. Waramatsatara danta achaliya chasintawa kunchara chamahanaga attadanto tato warang. Waramatsatara danta achaliya chasintawa kunchara chamahanaga attadanto tato warang. Waramatsatara danta achaliya chasintawa kunchara chamahanaga attadanto tato warang. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con đọc sai chỗ nào xin kính xin sư sửa. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con xin kính mời cô chú kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ con cảm ơn sư đã bót bài ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, kính chào đạo tràng. Bây giờ con xin đọc bài kinh số 322.
tiêu. Dạ, dạ cảm ơn Như Hoa. Paramatthata Paramatthata Radanta Achaniya Chasintha Va Kunchara Chamaha Tattam To Tattu Quarang Paramatthata Radanta Achaniya Chasintha Va Kunchara Chamaha Naga Attadanto Tato Quarang Quaramatsatara Danta Achaniya Chasindhawa Kunchara Chamaha Naga Tato Quarang. Chúng ta đọc bài xong. Mời chị Kim Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con xin đọc bài. Dạ, con chưa thấy bài. Dạ, cảm ơn chị Như Quang ạ. Varamasatara danta achaniya chasintha va Kunchara chamahanaga atta danto tato warang Varamasatara danta achaniya chasintha va Kunchara chamahanaga atta danto tato warang. Dạ con đã đọc bài xong, con xin xuống mic ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin đọc câu pháp cú 322. Paramatthatara danta achaniya chasintha kunchara chamahanaga attadanto tato warang. Paramatthatara danta achaniya chasintha va kunchara chamahanaga attadanto tato warang. Paramatthatara danta achaniya chasintha va kunchara chamahanaga attadanto tato warang. Dạ, con có gì sai con xin sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, một lần nữa con xin kính lễ sư và xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin trả bài câu kinh pháp cú số 2322. Varamatthatara danta achaniya chasintha va Kunchara chamahanaga attadanto tato warang. Varamatthatara danta acha. Dạ xin hỏi đạo tràng có nghe con không? Dạ dạ, cảm ơn sư Kim Nhung. Con xin đọc trở lại câu 1. Paramatthatara danta achaniya chasintha va kunchara chamahanaga attadanto tato warang. Paramatthatara danta achaniya chasintha va kunchara chamahanaga attadanto tato warang. Dạ con xin hết, xin kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư, kính đảnh lễ đạo tràng, con xin đọc câu pháp cú 322 ạ. Paramatthatara danta
a cha ni ya cha sin tha wa pun cha ra cha ma ha na ga a ta dan to ta to wa rang wa ra ma sa ta ra dan ta a cha ni ya cha sin tha wa pun cha ra cha ma ha na ga a ta dan to ta to wa rang wa ra ma sa ta ra dan ta a cha ni ya cha sin tha wa kun cha ra cha ma ha na ga a ta dan to ta to wa rang. Dạ con xin xuống mic, con mời người kế tiếp ạ, sư sửa cho con ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ, Nam Mô Tham Mà, dạ, Nam Mô Sang Khà, dạ, dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào Đạo Tràng. Dạ, con không biết con có dịch máy, dịch mic của Thiện Vũ không mà con thấy đưa tay trước mà không có thấy lên nên con lên trước. Dạ, con xin. Quá ra ma sa ta ra đàn ta a cha ni ya chát sinh tha hòa cùn chát và cha ma hà na ga át ta đần tù ta tù quá rằng quá la ma sát ta ra đần ta a cha ni ya cha sinh tha hòa cùng chát và cha ma hà na ga át ta đần tù ta tù quá rằng quá la ma sát ta ra con xin xin lỗi quá la ma sát ta ra đành ta a cha ni ya cha sin tha wa cùn chát và cha ma hà na ga át ta đành tô ta tô quá rằng à, con xin trao mít cho vị kế tiếp. Dạ con xin đảnh lễ quý sư cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu Pháp Bú 322 ạ. Varamasatara danta achaniya cha sinthava kunchara cha mahanaga atta danto tato varang. Varamasatara danta achaniya cha sinthava kunchara cha mahanaga atta danto tato varang. Dạ con xin mời vị kế tiếp và dạ, mời chị Oanh Phan. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ quý sư và kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 322 ạ. Quá ra mắt sá ta ra đầm ta à cha ni già chá xin thá hòa khôn giá ra chá má hà nà già ách ta đành tồ ta tồ quá rằng quá ra mắt sá ta ra đầm ta à cha ni già chá xin thá hòa khôn giá ra chá má hà nà gà ách tá đành tồ tá tồ quá rằng. Dạ dạ thưa sư, con xin có câu hỏi, con muốn hỏi sư, con thấy câu số 1 á, chữ quá với chữ rá, thì chữ rá thì con có cái thắc mắc là cái chữ m ở đằng sau đó thưa sư, khi mà nó có dấu nặng ở dưới thì mình đọc theo giọng nguyên âm hay là cái dấu nặng kế bên cái chữ M là mình đọc theo giọng nguyên âm, còn cái này thì mình đọc không có phải đọc theo giọng nguyên âm hả thưa sư? Dạ thưa sư, xin sư giải thích cho con được rõ ạ. Dạ
Alo, 123, 123, chúc chúc lá mười phương trời chúc ha. Rồi, con gà lấy con gái bự quá, có ác mất cái giọng nói không? Có còn nghe rõ không? Wow, Sức Quanh Phan. Alo, Sức Quanh Phan còn nghe rõ ha? Trời, thắc mắc cái chữ đầu và chữ cuối, phải không? Quá ra, và cái chữ quá răng. Chữ quá ra ở trước á, quá răng mát xa ta ra. Thì chữ quá răng mát xa ta ra, thì cái chữ quá ra ở trước á. Khi nào mà học đến cái vấn đề phân tích tự vận á, thì sẽ rõ. Nhưng mà bây giờ nói chữ sau cùng, chữ sau cùng là chữ quá răng, M có dấu chấm. Thì chúng ta đọc theo cái giọng gọi là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Còn ở trước quá rá, thì chữ rá này chúng ta đọc theo cái giọng của đoạn âm ha. Đoạn âm ha. Rồi, để khi mà phân tích từ vựng, quý vị nhận diện mật chữ xong, phân tích từ vựng, chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn. Rồi, mời xích chiếc lá mùa xuân. Chiếc lá mùa xuân, vị này là người cuối cùng ha. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Chí Đức, con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu 322. Waramasatara danta achaniya chasin phagwa kunchara chamaha naga attadanto tato warang. Waramasatara danta achaniya chasin phagwa kunchara chamaha naga. Ta đàn tổ ta tổ quá rằng. Dạ con xin xuống mic ạ. Alo, xin chiếc lá mùa xuân. Mùa xuân mà đã không nghe mùa xuân tí nào hết á, khổ thiệt. Chữ ta ra đâm ta mà đọc là ta ra đâm ta, như vậy sao có mùa xuân được? Đọc đúng mới có mùa xuân chứ, đọc sai mà sao mùa xuân được. Hôm nay Đại Đức Pháp Trang mở hàng tuyệt vời ha. Chỉ có mình chiếc lá mùa xuân này tạo ấn tượng, để cho người ta biết rằng cái chỗ này mình đọc sai, có ai chú ý hay không. Không có được chơi kiểu đó nha. Đọc phải ai cũng đọc đúng hết, mà đọc sai cái chỗ này để ta thử coi đạo tràng có chú ý hay không. Khổ thiệt. Lần sau đọc cho nó rõ ràng, không có chơi cái kiểu như vậy ha. Rồi, bây giờ chúng ta mới bắt đầu đi vào. Trời ơi, cái gì vậy, Chí Kim? Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào phân tích từ vựng ha. Nhưng mà trước khi phân tích từ vựng thì phải trong nguyên bài, để quý vị có sự đối chiếu, chứ không phải là phần Pali không ha. Quý vị quan hệ nha. Chờ chút để copy lại. Chứ cái phần Bali không rồi, quý vị nói này, nó bậy nó bạ, không có gì đối chiếu hết. Rồi, bây giờ bắt đầu nè. Câu đầu tiên. Waramasatara danta. Waramasatara danta. Câu đầu tiên này chúng ta có hai từ ha. Chúng ta đọc trước, nhận diện mặt chữ. Bây giờ chúng ta mới đi vào ý nghĩa của cái chữ này như thế nào. Waramasatara, đây là một cụm từ, tức là nó có những cái từ nó đi chung với nhau, và chúng ta phải chia sẻ để tìm ra cái chữ nào ha. Chữ Waramasatara do hai từ cộng lại. Đầu tiên là từ quá răng cộng với asatara. Chữ quá răng do cái từ quá ra. Quá ra nó là một tính từ trung tính.
Và chữ quá rá này được chia theo đối các số ít, tức là Duttiya Vipatti Ekavachana. Đó là chữ quá răng, tức là M có dấu chấm. Quá răng có nghĩa là cao quý, tối thượng. Nhưng mà khi mà có chữ Asatara nó đi dính liền với chữ quá răng thì chúng ta thấy mất đi cái dấu chấm. Đây là cái điều mà Sika Oanh Phan hồi nãy hỏi ha. Nó dính liền với nhau thì chữ M có dấu chấm nó biến mất, và chúng ta không còn đọc là quá răng mà đọc là quá răng Masatara, nó dính liền với chữ Asatara ha. Và cái chữ Asatara do cái từ Asatara. Asatara nó là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Và chữ Asatara ở đây nó là Tara, nhưng mà nó đứng làm chủ từ số nhiều, là Bathama Bahuvachana Vipatti. Cho nên Asatara nó biến thành Asatara. Asatara là những con lừa, những con la. La với lừa chắc cũng bạc con với nhau ha. Những con la hay những con lừa gọi là Asatara, số nhiều ha. Như vậy thì cái câu này sao? Vara Masatara là những con lừa tối thượng hay là những con lừa cao quý? Cao quý tối thượng ở đây có nghĩa là những cái con đã được thuần thục, những cái con mà coi như hiền thiện thì gọi là cao thượng. Vara Masatara. Rồi cái từ sau cùng chữ Danta. Danta đây là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính, và nó cũng được đứng làm chủ từ số nhiều, tức là Bathama Bahuvachana Vipatti. Danta có nghĩa là đã được thuần phục, đã được huấn luyện. Đã được thuần phục, đã được huấn luyện. Vậy thì cái câu này, cái câu đầu tiên này, Paramasatara Danta, cao quý thay những con lừa đã được thuần phục. Cao quý thay những con lừa đã được thuần phục. Và ở đây cái từ Danta, chúng tôi xin nhắc lại, chữ thật sự nó là Danta, nhưng mà Danta đây nó được đứng làm chủ từ số nhiều ha. Chủ từ số nhiều cho nên nó có dấu huyền ở phía sau Danta. Và cũng có thể cái chữ Danta này nó nằm ở trong một cái cách chia khác, nó cũng là Danta nhưng mà nó thuộc về Panchami Vipatti Ekavachana, tức là cách chia thứ cách chia thứ năm xuất xứ cách số ít á, thì nó cũng có là anh này amha này asma, chúng ta cũng thấy có chữ a có dấu huyền, hoặc là ở trong alapana cách chia thứ tám cũng có chữ a, cũng có chữ a. Vậy thì cái tiếp vĩ ngữ sau cùng này nó tùy thuộc theo cái câu mà chúng ta thấy, ồ tại sao nó là a mà nó nằm ở chủ cách, tại sao nó là a mà nó nằm ở xuất xứ cách banh trầm mi, và chữ a nó cũng nằm trong a lá bình á số ít và số nhiều của cách chia hồ cách thứ tám. Thì đây là một điều chúng tôi nhắc lại để cho quý vị thấy rằng tại sao chỗ này chỗ kia nó có sự khác biệt. Nó khác biệt tùy theo cái nó bổ sung cho cái từ phía trước ha. Ví dụ những con ngựa, những con lừa thì làm sao được tốt đẹp, tức là phải được huấn luyện.
phải được điều phục thì nó mới được tốt đẹp. Mà chữ điều phục này á, thì nó thuộc về chủ từ. Tức là những người điều phục, những người huấn luyện. Thì chúng ta hiểu như vậy đi. Chứ nhiều khi quý vị thắc mắc tại sao chỗ này đọc thế này, chỗ kia đọc thế kia. Rồi quý vị cứ vì cái chữ đó mà nói rằng tôi đúng người kia sai. Quý vị chú ý lại chỗ này ha. Rồi hơi rắc rối một tí. Bây giờ qua câu số 2. Achaniya chasin thawa. Achaniya chasin thawa. Achaniya chasin thawa. Câu này có 3 từ. Achaniya, 4 cái trường âm thông thường luôn. Achaniya. Chúng ta thấy ở đây tiếp đầu ngữ A ở phía trước, tiếp đầu ngữ A ở phía trước và căn ngữ chan, căn ngữ chan, và Achaniya ở đây nó cũng đứng trong cái dạng chủ từ số nhiều. Bathama bahu vachana vipatti. Achaniya có nghĩa là thuần chủng, thuần chủng. Thuần chủng ở đây có nghĩa là cái giống quý nó sinh trưởng trong cái dòng quý tộc, cho nên gọi là thuần chủng. Rồi chữ cha là và. Rồi chữ xin tháo hoa. Chữ xin tháo hoa ở đây chúng ta thấy cái từ xin thú. Xin thú nó là một danh từ nam tính ha. Ukaranta pumlinga. Và chữ sinh thú này được chia theo chủ cách số nhiều. Chủ cách số nhiều nó biến thành sinh thao hoa. Chủ cách số nhiều Bathama bahu vachana vipatti. Tức là các con ngựa cái giống sinh thú. Bởi vì chữ sinh thú nó là một danh từ nam tính, mà cái đặc biệt của cái giống ngựa này có cái tên gọi là sinh thú. Chữ sinh thú ở đây trong câu Phật ngôn này được dịch là giống ngựa sinh, giống ngựa sinh, thuần chủng loài ngựa sinh. Sinh đây không phải là xinh đẹp, mà sinh là cái tên của con ngựa đó gọi là sinh thú ha. Nhưng mà viết tắt vậy thôi ha, viết tắt. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ là con ngựa xinh đẹp, mà đây là một con ngựa đặc biệt, cái giống của nó gọi là sinh thú. Hòa Thượng Minh Châu dịch là loài ngựa sinh. Sinh đây không phải là xinh đẹp nha, mà sinh đây là sinh thú. Đó là một cái giống ngựa thuần chủng. Thì cái câu số 2 này, Achaniya chasin thawa. Achaniya chasin thawa. Và những con ngựa sinh thú thuần chủng, và những con ngựa sinh thú thuần chủng. Đó là ý nghĩa câu số 2. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 3 ha. Chờ xin nhiều qua một tí chứ. Rồi, câu số 3. Kunchara chamaha naga. Kunchara chamaha naga. Câu số 3 chúng ta cũng có 3 từ. Kunchara là 1, cha là 2, maha naga là 3. Chữ kunchara do cái từ kunchara. Kunchara nó là một danh từ nam tính, Akaranta Pumlinga. Và chữ Kunchara này nó được đứng làm chủ từ số nhiều. Bathama bahu vachana vipatti, cho nên Kunchara biến thành Kunchara. Kunchara có nghĩa là những con voi, những con voi, hay là có những cái chỗ khác để cái từ naga. Naga cũng là con voi ha.
Hôm nay chúng ta đang học cái phẩm con voi này. Na gá quốc gá, thì chữ na gá cũng là con voi. Khun chá ra cũng là những con voi. Rồi, những con voi và Mahanaga. Mahanaga. Mahanaga do cái từ chữ Maha, do cái từ Mahanta. Mahanta là một tỉnh từ, có nghĩa là to lớn. To lớn. Rồi cộng với chữ Naga. Naga do cái từ Naga. Naga nó là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga Naga có nghĩa là con voi ha. Nhưng mà chữ Naga ở đây nó đứng làm chủ từ số nhiều, Bathama Bahuvachana Vipatti. Cho nên chữ Naga đó biến thành chữ Naga là những con voi. Có chữ Maha ở phía trước, tức là to lớn. Mà những con voi to lớn, voi khổng lồ thì người ta gọi đó là long tượng ha. Long tượng, con voi to lớn. Vậy thì câu số 3 này, Kun cha ra cha maha naga, và những con voi thuộc loài long tượng. Những con voi thuộc loài long tượng, tức là voi đó là long là vua rồi gì nữa. Những con voi vua của loài voi. Những con voi thuộc loài long tượng. Và cái câu cuối cùng, Attadanto tato quá rằng, Attadanto tato quá rằng. Câu số 4 chúng ta cũng có 3 từ. Attadanto là 1, tato là 2, quá rằng là 3. Chữ Attadanto do 2 từ Atta và Danto. Atta nó là một danh từ nam tính, Akrantapumlinga. Atta có nghĩa là mình, là ta, là bản thân. Atta là mình, là ta, là bản thân. Rồi chữ Danto do cái từ Danta. Danta là huấn luyện, được huấn luyện, được điều phục. Thì Attadanto nó đứng làm chủ từ số ít ha. Tức là cái người tự mình huấn tập, người tự mình điều phục, người tự mình thu thúc, thì có ý nghĩa là Attadanto. Rồi từ thứ hai, tato, đây là một trạng từ. Ý nghĩa từ tato là so với điều ấy ha, so với điều ấy, hoặc là hơn điều ấy, so với điều ấy hoặc là hơn điều ấy. Rồi chữ quá răng do cái từ quá ra. Quá ra là một tỉnh từ trung tính, và nó được chia theo đối cách số ít, tức là đối tỷ gia vị pháp tí e cao quá trình á. Cho nên quá ra biến thành quá răng. Quá răng là cao quý, là tối thượng. Quá răng là cao quý hay là tối thượng. Vậy thì Attadanto tato quá rằng, Attadanto tato quá rằng, người đã tự mình huấn tập là cao quý hơn cả. Người đã tự mình điều phục là cao quý hơn cả.
Vậy thì câu Phật ngôn 322 cho chúng ta ý nghĩa: cao quý thay, những con lừa đã được thuần phục cùng những con ngựa sinh thú thuần chủng và những con voi thuộc loài long tượng. Người đã tự mình huấn tập là cao quý hơn cả. Chúng tôi lặp lại ý nghĩa câu Phật ngôn 322. Cao quý thay, những con lừa đã được thuần phục cùng những con ngựa sinh thú thuần chủng và những con voi thuộc loài long tượng. Người đã tự mình điều phục là cao quý hơn cả. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: con la tinh thục quý thai, ngựa kỳ ngựa ký tung mây quý là, quý hơn voi lớn có ngà, quý hơn tất cả chính ta tự điều. Con la tinh thục con la tinh thục quý thai, ngựa kỳ ngựa ký tung mây quý là, quý hơn voi lớn có ngà, quý hơn tất cả chính ta tự điều. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài với cái thể thơ ngũ ngôn, tức là năm chữ: tốt thay, con la thuần thuần chủng loài ngựa sinh, đại tượng voi có ngà, tự điều mới tối thượng. Tốt thay, con la thuần thuần chủng loài ngựa sinh, đại tượng voi có ngà, tự điều mới tối thượng. Rồi như vậy chúng ta cũng đã ổn định xong cái phần tự vận ha. Quý vị đọc được nè, quý vị nhìn vào một chữ biết được ý nghĩa nè. Và khi chúng ta biết được ý nghĩa rõ ràng như vậy thì chúng ta hoan hỷ hơn với câu Phật ngôn này. Quý vị có thắc mắc chỗ nào trong ý nghĩa từ vận không? Không có ý kiến hả? Rồi, nếu mà không có ý kiến, khi nãy chúng ta cũng hơi nghiêm túc ha. Bây giờ thư giãn một tí đi, tức là thay đổi. Chúng ta không có trang nghiêm nữa, mà qua cái phần này nó nhẹ nhàng hơn. Đó là cái phần chúng ta đọc kệ ha. Kinh rồi, bây giờ qua kệ chứ. Nhưng mà trước khi đọc qua giọng kệ thì chúng ta cũng ôn lại giọng kinh. Varamasatara danta achaniya chasin thawa kunchara cha mahanaga atta danto tato varang. Varamasatara danta achaniya chasin thawa kunchara cha mahanaga atta ta đành tô ta tô qua rằng. Như vậy là trên giọng kinh chúng ta có được hai giọng ha. Một giọng là chúng ta đọc cho nên hết cái câu Phật ngôn này. Còn giọng đọc thứ hai thì chúng ta chia ra làm hai. Đến cuối câu số 2 chúng ta dừng lại để bảo tồn hơi thở. Cho nên mà quý vị yếu quá, đọc một hơi như vậy nửa đường đứt bóng lắm. Cho nên quý vị dừng lại và chúng ta bảo tồn được cái hơi thở để cái giọng đọc chúng ta có lực hơn ha. Rồi thì như vậy trong cái giọng mà kể thì chúng ta cũng phải chia ra hai. Một lần chúng ta đọc hai câu, nhưng mà trong mỗi câu như vậy thì chúng ta thấy rằng nó có 8 từ thì chúng ta chia làm 2 ha. 4 4. Chúng ta đọc theo cái dòng 4 4, một câu trước một câu sau. Tức là câu thứ nhất xong thì tới câu số 2 chúng ta mới được nghỉ ha. Đọc lần hai câu chứ đừng có đọc mà quý vị coi như đọc từng câu một thì nghe nó không có hay ha. Bây giờ chúng ta làm trước. Varamasa ta ra đần ta cha ni ya cha xin tha hòa kun cha ra cha ma ha na ga
rằng ta đanh tô ta tô qua rằng quá ra ma sa ta ra đanh ta a cha ni ya cha xin tha hòa cun cha ra cha ma ha na ga an ta đanh tô ta tô qua rằng lần thứ ba ha quá ra ma sa ta ra đanh ta a cha ni ya cha xin tha hòa cun cha ra cha ma ha na ga an ta đanh tô ta tô qua rằng tốt thay con là thuần thuần chủng loài ngựa sinh đại tượng vô tà tự điều mới tôi thường. Rồi xin mời bàn tay của quý vị. Ô xí kim quan hiệu quá xà thủ mì ăn liền ha. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Chèn đét ơi giữ hồng mới thấy sư xà thủ con quan hỷ quan hỷ. Sư lúc nào cũng càm ràm con mà. Con chưa trả bài đọc kinh á, vậy con đọc kinh đọc kệ luôn nha sư. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ ha. Và con xin đọc kinh Pháp Cú câu 322. Quara masatara danta ajaniya chasinthawa khunchara chamaha naga atta danto tato warang. Quara masatara danta ajaniya chasinthawa khùng cha ra cha ma ha na ga ác ta đằng tô ta tô qua rằng quá ra ma sa ta ra đằng ta a cha ni ya cha sinh tha hòa khùng cha ra cha ma ha na ga ác ta đằng tô ta tô qua rằng quá ra ma sa ta ra đằng ta a cha ni ya cha sinh tha hòa khùng cha ra cha ma ha na ga ác ta đăng tô ta tô wa rằng wa ra mắc sa ta ra đăng ta a cha ni ya cha xin tha wa khùng cha ra cha ma ha na ga ác ta đăng tô ta tô wa rằng tốt thai con là thuần thuần chủng loại ngựa sinh đại tượng voi có ngà tự điều mới tối thượng. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Sao chân trông vậy, chắc là chàm càm ràm gì nữa đây thôi đó. Vậy thôi con trả máy rồi. Yeah. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ, con cảm ơn quý vị Trần Đạo Tràng đã cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Tràng cùng Chư Tông Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con cũng xin phép được kể cầu Pháp Cú 322 ạ. Hòa ra mắt xa ta ra đánh ta a ra ni ya cha sinh tha hoa cun cha ra cha ma na ga at ta đánh tô ta tô hoa rằng quá ra mắt xa ta ra đánh ta a cha ni ya cha sinh tha hoa cun cha ra cha ma na ga a ta đánh tô ta tô hoa rằng tốt thai con là thuần thuần chủng loài ngựa sinh đại tượng voi có ngà tự điều mới tối thượng. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu.
La Tinh Thục Quý Thai, Ngựa Kỳ Ngựa Ký Tung Mây Quý Là. Quý hơn voi lớn có ngà, quý hơn tất cả chính ta tự điều. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin xuống mít, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin kệ câu pháp cú 322 ạ. Về ra mát sa ha ta ra đan ta a cha ni ya cha sinh tha hoa cun cha ra cha ma ha na ya an ta đan tu ta tu hoa rằng và ra mát sa ha ta ra đan ta a cha ni ya cha sinh tha hoa cụt cha ra cha ma ha na ga at ta đam tu ta tu wa rằng tốt thay con la thuần thuần chủng loài ngựa sinh đại tượng voi có ngà tự điều mới tối thượng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và ra mát sa ha ta ra đan ta a cha ni ya ha cha sinh tha hoa cun cha ra cha ha ma ha na ga at ta đan tu ta tu hoa rằng con la thục quý thay ngựa kỳ ngựa ký tung mây quý là quý hơn voi lớn có ngà quý hơn tất cả chính ta tự điều. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin mời quý vị tiếp theo ạ. Dạ, alo alo 1 2 3 4 tự nhiên bị anh thấp bấm ra ngoài. Dạ cảm ơn. Dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Dạ bây giờ con xin kể về kinh pháp cú số 322. Dạ cảm ơn như quan. Qua ra ma sa ta ra đan ta a cha ni ya cha sinh tha hoa cun cha ra cha ma na ga atta dan to ta to wa gan qua ra ma sa ta ra dan ta a cha ni ya cha sinh tha hoa cun cha ra cha ma na ga atta dan ta atta dan to ta to wa gan. Tốt thay con la thuần thuần chủng loài ngựa sinh đại tượng voi có ngà tự điều mới tối thượng. Qua ra ma sa ta ra đan ta a cha ni ya cha sinh tha hoa cun ta ra cha ma na ga atta dan to ta to wa rang. Con là tinh thục quý thai ngựa kỳ ngựa ký tung mây quý là quý hơn voi lớn có ngà quý hơn tất cả chính từ điều. Dạ bổ thân này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ tự nhiên đã kỳ xong. Dạ kính mời vị kế tiếp vì tự nhiên không thấy bàn tay.
Dạ, alo, alo ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ cùng các anh chị trong đạo tràng. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 322 ạ. Waramasatara danta achaniya chasintha wa kunchara chamahanaga attadanto tato warang Waramasatara danta achaniya chasintha wa kunchara chamahanaga Atadanto tato warang. Tốt thay con La Thuần, thuần chủng loại ngựa sinh, đại tượng voi có ngà, tự điều mới tối thượng là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con La tinh thục quý thay, ngựa kỳ, ngựa ký tung mây quý là, quý hơn voi lớn có ngà, quý hơn tất cả chính ta tự điều là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Kính cảm ơn chị Như Quang đã post bài ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con xin đảnh lễ quý sư, con cùng tất cả đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 322. Waramasatara danta achaniya chasintawa kunchara chamahanaga attadanto tato warang. Waramasa taradanta achaniya chasintawa kuncaraca mahanaga attandanto tato warang. Waramasa taradanta achaniya chasintawa Kuncaraca mahanaga attadanto tato warang. Tốt thay con La Thuần, thuần chủng loài ngựa sinh, đại tượng voi có ngà, tự điều mới tối thượng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con La tinh thục quý thay, ngựa kỳ, ngựa ký tung mây quý là, quý hơn voi lớn có ngà, quý hơn tất cả chính ta tự điều, là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ.
Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ sư Trí Đức và con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 332. 322 ạ. Waramacatarayanta Achaniya cha sintha qua kuya kuya racha mahanaga antadanto taro warang waramacatarayana Achaniya cha sintha qua Huya Huya Raja Mahanaga Antadanto Wa Antadanto Tato Warang. Dạ, tốt thay con là thuần chủng loài ngựa, xin đại tượng voi có ngà tự điều mới tối thượng. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con la tinh thục, quý thay, ngựa kỳ, ngựa ký tung mây. Quý là quý hơn voi lớn có ngà, quý hơn tất cả chính tay tự điều. Dạ, do bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Dạ, con xin xuống mít. Dạ, nhường cho vị kế tiếp ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha? Quý vị giọng kinh cũng hay, giọng kệ cũng hay, mình khiêm nhường quá ha. Quên Giang Nhất Hà, hôm nay giọng kệ tuyệt vời. Alo, câu Phật ngôn 322. Quý vị đã thể hiện qua giọng kinh, quý vị đã đọc qua giọng kệ và thấy hay quá, ngồi im để nghe. Nhưng mà quý vị khiêm nhường ha, có nhiều vị không lên ha. Hôm nay không biết chiếc lá mùa xuân trong buồn cái chuyện gì ha. Huynh Thinh Pháp cũng không thấy lên, Sister Man cũng nghe cái giọng kệ đó, Sister Hà nữa. Thôi như vậy cũng đủ rồi ha. Câu Phật ngôn 321, 320, 321, 322 cùng một duyên sự. Và hôm nay chúng ta là tổng kết giữa con la, con lừa, con ngựa và con voi để có sự so sánh với chính con người của chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta ôn lại câu Phật ngôn 322 và đi vào duyên sự. Rồi quý vị hãy thảo luận nha. Paramasasata danta achaniya jasin thawa kunchara chamaha naga atta danto tato varang. Paramasatara danta achani jasin thawa kunchara chamaha naga atta danto tato varang. Cái câu Phật ngôn này thì cái giọng kệ tương đối nó dễ hơn, dễ kệ hơn chứ không phải là khó, bởi vì có bốn bốn bốn
tức là một câu có 8 từ thì chúng ta chia ra làm hai ha. Varamasa ta radanta chaniya cha sin thawa puncharaja mahanaga antadanto tato varam. Thì quý vị cứ lấy một câu, câu lên câu xuống, một câu lên một câu xuống thì nó có một âm điệu ha. Ở đây ý nghĩa là tốt thay con la thuần, thuần chủng loài ngựa sinh, đại tượng vô con ngà, từ điều mới tối thượng. Như vậy thì trong ba câu Phật ngôn này nói lên cái ý nghĩa ở tại chùa, tại tại cái kinh thành Kosambi, tại kinh thành Kosambi, sự việc này được xảy ra, tức là khi mà Thứ Phi Magandhiya, một con vua có tới 4 bà vợ, ông vua đó tên là Phú Đề Na, vì vua này có 4 bà vợ, nhưng mà cái bà Thứ Phi Magandhiya này là người thứ tư. Chính thức đó là Hoàng hậu Samawati. Thì Hoàng hậu Samawati cùng với 500 cung nữ bị cái bà Thứ Phi Magandhiya này đố kỵ, ganh ghét. Bởi vì cái nguyên nhân là khi chưa vào cung, Magandhiya là một thiếu nữ rất là đẹp, và coi như có một cái sự kiêu ngạo, nghĩa là kiêu hãnh vì cái sắc đẹp của mình. Cho nên vương tôn công tử đến cầu hôn thì cô ta coi như khi dễ, khi dễ, không có nói rằng các ngươi không xứng với ta. Để rồi khi ông già của cái nàng Magandhiya này tình cờ gặp Đức Phật, ông ta là một vị Bà La Môn coi tướng rất là giỏi, thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, nghĩ rằng cái anh chàng thanh niên này xứng đáng với con gái của ta, và nói với Đức Phật hãy chờ để rồi đem nàng Magandhiya ra tặng không, chứ khỏi cần cứ hỏi gì hết, tức là xứng đáng, xứng đôi vừa lửa. Và Đức Phật im lặng để lại cái dấu chân đó và đi vào ngồi một cái vị trí khác cũng gần đó. Thì cái ông Bà La Môn này á, chạy về nói bà vợ hãy hối thúc trang điểm cho thật đẹp nàng Magandhiya, bởi vì đã tìm được một chàng rể xứng đáng. Thì hai vợ chồng và đứa con đi tìm Đức Phật, đi đến cái chỗ mà ông Bà La Môn này đã gặp Đức Phật, nhưng mà không thấy Đức Phật đâu hết, chỉ thấy có cái bàn chân để đó, cái dấu của bàn chân để đó. Thì khi nhìn cái dấu của bàn chân đó thì bà vợ con Bà La Môn kia lại giỏi coi tướng hơn là ông Bà La Môn, nhìn cái dấu của bàn chân mới nói với ông chồng rằng không được đâu, cái người mà có cái bàn chân như thế này là con người hiểu, con người không ít có tham lam, không có ham mê nữ sắc, thì không thể nào mà cái người thiếu niên đó chấp nhận con gái của ta đâu. Thì ông chồng mới nói bà biết cái gì, nghĩa là cái bà có giỏi gì nữa, bà cũng là đàn bà. Cho nên khi dễ người vợ vậy. Rồi dẫn đứa con gái đi tìm xung quanh thì bất ngờ gặp Đức Phật ngồi đó. Thì khi mà ông Bà La Môn này mới nói lên cái sự việc là muốn đem đứa con gái này giao cho Đức Phật cho được xứng đôi, thì Đức Phật mới nói rằng cái thân thể của chúng ta với 32 thể trượt,
chẳng qua nó là một cái túi da đựng đầy xương máu mủ ở bên trong bất tịnh, chứ có cái gì đâu mà phải đắm say về cái thân xác này. Khi mà nói lên như vậy thì hai ông bà là quán về bất tịnh là chứng đắc thanh quả. Còn cái cô nàng Magandhiya này thì nghĩ rằng đây là một sự sỉ nhục. Mình đẹp thế này mà lại nói rằng một cái túi da chừng đựng đầy mũ máu hôi tanh, thì cái cô này bất mãn, kết oán với Đức Phật từ đó. Để rồi sau khi coi Đức Phật từ chối thì cô ta mới hận Đức Phật. Rồi tình cờ gặp ông chú đem cô nàng Magandhiya này tiến cùng đến Đức Vua Udena. Và Đức Vua thấy cái cô nàng Magandhiya này cũng sắc nước hơn trời và chấp nhận làm thứ phi, có nghĩa là một vị hoàng hậu thứ tư ở trong cung của Đức Vua. Thì khi mà cô ta kết oán với Đức Phật như vậy rồi thì được có quyền hành ha, có chức tước ha. Thì một hôm Đức Phật coi như về lại kinh thành này để đi khất thực. Thì cô ta mới thuê cái nhóm côn đồ hay là những người nô lệ và những cái kẻ cùng đinh đó, nói rằng khi nào mà thấy Đức Phật vào thành phố thì lăng mạ này, chửi bới này, là tạo nên những cái điều mà coi như không được tốt đẹp. Cho nên những cái kẻ sai lầm, những cái người không tin tâm bảo cứ đi theo sau Đức Phật mà mắng nhất ngài với những cái lời rất là thô tục, rất là xấu xa. Ví dụ như ngươi là đồ cướp, ngươi là đồ ngu, ngươi là đồ điên, đồ lừa, đồ bò, đồ lạc đà, đồ súc sinh, đồ địa ngục, ngươi không thể sanh về nhàn cảnh, ngươi chỉ có thể đi đến khổ cảnh mà thôi. Chửi bằng 10 cái lời nói thô tục như vậy. Khi bị chửi mắng như vậy thì ngài Anan đã chịu không nổi, nghe chửi mà nghe bực quá, cho nên mới đến bạch thỉnh với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, dân người ở đây sao mà dữ quá, lăng mạ chửi bới chúng ta quá chừng, vậy thì xin ngài hãy đi đến nơi khác đi. Đức Phật hỏi đi đâu? Này Ananda, Bạch Đức Thế Tôn, đi đến nơi nào cũng được, miễn là đừng có nghe những cái lời chửi rủa tục tằn như thế này. Thì Đức Phật nói, nếu mà cái người xứ đó là mắng chửi người nữa thì người phải làm gì đấy? Bạch ngài, chúng ta sẽ đi nơi khác nữa. Nếu nơi mới mà lại nắng mạ, lại chửi bới chúng ta nữa thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, thì chúng ta cứ tiếp tục đi đến xứ khác. Này Ananda, không nên như thế. Sự kiện nào mà nó khởi sanh ở đâu thì phải dàn xếp chính tại nơi đó rồi mới đi. Này Ananda, ai là người lăng mạ chúng ta? Bạch Đức Thế Tôn, tất cả mọi người ở đây, ngay cả những cái tên nô lệ mà nó cũng chửi mắng chúng ta nữa. Này Ananda, bản thân của chính ta giống như con voi, nó lâm trận, bình thản vững tiến trước những bàn tên vũ trang tứ phía bắn vào, thì cũng vậy, hãy thản nhiên hứng chịu những cái lời nguyền rủa ấy đi. Và Đức Phật ngài đã thuyết liên tục 3 câu Phật ngôn. Câu 320: Như Lai sẽ chịu đựng những lời nguyền rủa giống như voi chiến ở trận mạc, hướng lãnh những làn tên mũi đạn. Thật vậy, phần nhiều là những người sống phi pháp. Câu Phật ngôn thứ 2, 321: Người ta dẫn những con ngựa đã khéo điêu luyện đến nơi hội họp. Nhà vua chọn con nào thiện xảo nhất để mà cởi. Cũng vậy,
giữa những con người tối thượng nhất là người thiện xảo, chịu đựng những cái lời nhục mạ. Và câu Phật ngôn ngày hôm nay: cao quý thay những con lừa thuần thục, những con ngựa thuần chủng của xứ Sinh Tháp, và những thức tượng sang trọng có ngà hơn những cái loài thú khác, những con người thuần phục tử điều là hơn tất cả. Vậy thì ba câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy rằng lửa cháy ở đâu thì dập ngay ở tại đó. Ách tất đành tồ, có nghĩa là người mà tự điều phục lấy chính mình thì sẽ chấm dứt được mọi cái trói buộc bằng tứ thanh đạo. Người này còn cao quý hơn tất cả những cái loài thuần chủng khác. Khi dứt ba câu Phật ngôn này thì có rất nhiều người đứng lăng mạ Đức Phật ở ngã ba đường, thì họ là chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Duyên sự có Phật ngôn này cho chúng ta thấy rằng Đức Phật người đời cũng chẳng tha, chửi luôn bảy bữa thử chơi mà, nhiều voi chiến chịu nhiều tên bắn, Ngài vẫn điềm nhiên giữ diệu hòa, tâm chẳng thù bơ chỉ xót thương, chúng sanh đa số hạng tầm thường, ví như con trẻ ham đường kẹo bị suối làm nhau cũng tán dương. Bỗng nhiên thấy pháp vội quay đầu, quần chúng từ đây mến đạo màu, chư Phật để rồi thành Phật tử, độ người người độ chẳng lâu đâu. Duyên sự của Phật ngôn liên tục ba câu xin được kết thúc ở đây. Và khi nghe duyên sự như vậy thì quý vị thấy ý nghĩa câu Phật ngôn này như thế nào? Alo, 1, 2, 3. Tức là tốt thay con la thuần, thuần chủng loài ngựa sinh, đại tượng qua con ngà, tự điều mới tối thượng. Alo, cô tu nữ Tự Duyên có ý kiến, xin mời. Sa thú lành thay. Dạ hôm nay con không thấy Nhật Quỳnh vào, cho nên là con cũng xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Ngài đã nói qua duyên sự của ba câu Phật ngôn này. Về thời gian thì còn khoảng 5 phút, thì con trước tiên thay mặt đạo tràng kính tri ân Ngài rất nhiều, và chỉ có và thì con cũng xin chia sẻ về câu Phật ngôn này. Nói về con ngựa thuần chủng thì chúng ta cũng biết, giống như con ngựa mà người đánh xe muốn điều phục con ngựa thì phải cầm dây cương, và khi muốn điều phục con ngựa đi chính xác thì người ta phải bịt hai con mắt nó lại. Để chi? Để cái người cầm cương và điều khiển con ngựa này đi cho nó thẳng đường. Và khi con ngựa đi, cái người mà đánh xe phải huấn luyện, có nghĩa là giật dây cương của nó. Muốn đi đường thẳng, muốn đi quẹo, muốn đi quanh, thì cái người đánh xe phải điều phục nó. Ý con muốn nói đó là cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó muốn chạy đầu này đầu kia, nó giống như con khỉ, thì mình phải điều phục nó. Mình điều phục nó, mình phải tự điều phục nó, chứ mình không để cái tâm mình nó đi buông lung. Muốn khi mà cái tâm mình muốn thì mình phải biết cái này nên làm, kia làm, có làm được hay là không làm được. Và suy nghĩ, mình phải có sự suy xét. Khi một người học pháp, mình phải trang bị cho mình,
Cũng giống như mình đi ra mình gặp mưa thì mình phải có áo mưa để mà mình che thân cho nó đỡ lạnh. Chứ nếu một người mà mình đi ra đường mà mình không có áo mưa mà mình gặp trời mưa, có khi về là bị bệnh liền, do cái cơ địa mình nó không chịu nổi cái sức nóng, sức lạnh của ở ngoài trời. Đó là nói đến con ngựa thì phải có người cầm cương. Bởi vậy người thường thường người ta, người đời người ta nói là cái con ngựa gì mà phải có nài trị, con ngựa chứng thì phải có nài trị. Thì con nhớ có một cái câu chuyện, khi mà vua chọn ngựa cũng phải lựa ngựa rất đẹp, và con ngựa thuần chủng thì vua mới sử dụng. Chứ còn nếu mà con ngựa mà què quặt thì chắc chắn là không thể, vua không thể chọn. Vì vậy cho nên là hôm nay thì chỉ còn có vài phút nữa thì con cũng có vài lời chia sẻ ngắn gọn. Khi chúng ta muốn tu tập thuần thục cũng phải giống như con ngựa chủng. Con đường mà đưa chúng ta tu tập chủng giống như vậy thì mình phải luôn luôn với cái trạng thái gắn bó, lúc nào cũng giống như khuya, ví dụ như khuya 4 giờ thì mình phải vào râm thường xuyên. Trước tiên thì lúc đầu thì mình, con nhớ lúc đầu thật ra cái trường âm, cái đoạn âm, trường âm ngắn, trường âm dài thì con cũng nó không có được chuẩn. Cho nên là khi mình vào liên tục hàng ngày để mình học, mình rèn luyện hàng ngày thì mình sẽ nhìn vô mặt chữ thì mình phải biết là ờ cái này là đoạn âm, cái chữ này là trường âm, cái chữ này là giọng nguyên âm. Thì mình nhìn vô, mình biết, rồi mình đọc. Từ từ, lúc đầu thì đọc nó trật lên, trật xuống, trật tới, trật lui. Trật lên, trật xuống và còn trật tới, trật lui nữa. Chứ đâu phải là chuyện bình thường, vì cái cũng giống như chữ Pali này là ngoại ngữ. Cho nên có, con thấy có những người là cô giáo, chứ không phải là những người không có trình độ đâu, nhưng mà họ đọc vẫn trật, vì không có khiếu, gọi là không có khiếu. Cho nên là đọc là tất nhiên là phải trật vì cái ngoại ngữ. Thì cũng giống như con ngựa thuần chủng thì phải rèn luyện hàng ngày, phải chạy, phải kéo hàng ngày, phải kéo đồ. Con thấy có những con ngựa kéo rất là nặng, nhưng mà nó đi rất là nhanh, và đi cái người điều phục nó chạy rất nhanh. Con thấy có nhiều con ngựa như vậy là vì sao? Là vì hàng ngày nó luyện, nó đã luyện rồi, rồi cái người chủ nó luyện cho nó nữa, chở ngày ít rồi ngày sau nhiều, từ từ chất hải chất lên được bao nhiêu là chở bấy nhiêu. Cũng giống như những người đi buôn đi bán cũng vậy, người ta chở mới lúc đầu chở ít, nhưng mà hàng ngày có khi mình ra đường á, mình thấy người ta đó chở không thể chở ở đâu á, chắc bít đầu bít hết. Đó là cũng là một cái luyện của họ. Thì con mong rằng những người trong đạo tràng và tất cả là quyến thuộc, cho nên hàng ngày mình cố gắng để mình lên học những câu Phật ngôn như thế này, để mà trang bị cái lúc mà lâm chung cho mình biết cái con đường để mình đến. Dạ, con có vài lời chia sẻ và con đã thấy hết giờ.
Dạ, con biết là ngài còn trước máy không, ngài có thể chúc phúc cho đạo tràng. Dạ, con thấy tín hiệu của ngài. À, sa thủ cô tu nữ tuệ duyên ha. À, cô tu nữ tuệ duyên kết thúc với câu Phật ngôn 320-21-02. À, một cái câu mà chúng tôi rất là kết, mặc dù lố một phút nha. À, là đọc tới đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược, đọc lên, đọc xuống. À, đọc riết là cũng phải đọc được. Thì cái đó chính là tự điều mới tối thượng, tự mình điều phục lấy chính mình ha. Tức là học ngày không đủ, tranh thủ học đêm, học thêm Chúa Nhật. À, với sự tinh tấn như vậy, tinh tấn tới đâu thì thành công tới đó. Đó là một cái phương pháp mà chúng ta tự điều phục lấy chính mình ha. À, sự điều phục này chúng ta cũng phải khiêm nhường một tí, có nghĩa là ai muốn thắng xin nhường cho người thắng, ai muốn hơn xin cứ tự nhiên, đủ phước duyên thì trọn quyền sở hữu, cố gượng cầu có được giữ chẳng lâu. À, như vậy thì với câu Phật ngôn này, à, cho chúng ta một bài học. À, cho chúng ta một bài học, chúng ta phải tự biết mình, vượt lên chính mình. À, để rồi chúng ta mới trở thành một con người tối thượng ha. À, với sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng trong cuộc sống của chúng ta, có được sự lợi ích, có được sự tiến hóa, có sự an lạc lâu dài. À, xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh, bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thinh văn tính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, rung Phật giáo Nam truyền được an lành, tịnh lạc. Ê tê nạ sa cha quát chê nạ sô thị vô, hô tụ sa phạt đà. Do lời chân thật này, quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Hôm nay chúng ta kết thúc sớm ha. À, chúng tôi cũng có sức khỏe cũng được ổn lắm. À, quý vị thông cảm. Và xin Nhật Quỳnh thì hôm nay cũng hữu sự. À, mong đạo tràng thông cảm. Chúng ta hẹn quý vị ngày mai sẽ đến và chúng ta tiếp tục. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mài, Nam mô Sang Khà.